Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người quạt hút âm trần của hãng Senco. Đây là hút âm trần HT13150. Loại 150 này là nó sải cánh bán kính của nó là 15 cm, và khi mà mình khoét lỗ thì cái lỗ chừa của nó sẽ phải lớn hơn. Đây, khoét lỗ nó sẽ thế này là 20, khoét lỗ 20-20 thì nó sẽ lọt vào trong này, và cái gờ này nó nằm ở mặt ngoài. Quạt hút âm trần của hãng Senco thì nó sẽ là hút một chiều ra như thế này thôi, không có chiều đẩy gió bên ngoài vào. Đây là nguồn để nối với dây điện, và dây động cơ của quạt Senco sẽ là lỗ đồng 100% nha. Cách tháo lắp cái quạt này để vệ sinh thì cũng rất là đơn giản, mọi người dùng cái tay bóp hai cái thanh sắt này lại rồi đẩy nó ra là được. Nhà sản xuất Senco khuyến cáo là nên sử dụng cái quạt hút HT150 này cho diện tích từ 25m trở lại. Nhưng mà mình khuyên mọi người nên sử dụng trong khoảng diện tích tầm 15-20m thôi. Vì sao mình lại khuyên mọi người như vậy? Bởi vì nếu để sử dụng được trong diện tích 25m cái vuông á, thì bắt buộc một số cái điều kiện nó phải đi kèm. Ví dụ như là điện năng nó phải là tốt nhất, mạnh nhất này. Rồi diện tích phòng của bạn sẽ ok nhất, tức là nó sẽ ít không gian, nó thoáng đoảng thế này kia. Tốt nhất mọi người nên sử dụng từ 20m² trở lại là được. Như vậy là cách tháo và vệ sinh cái quạt này cũng rất là đơn giản. Vấn đề khó nhất á, là mọi người lấy được cái quạt này từ trên trần hoặc là trên tường để đem xuống. Còn việc vệ sinh ở bên dưới thì rất là dễ. Nếu mà mọi người đang tìm một cái quạt hút âm trần có ống dẫn thì mọi người có thể tham khảo quạt hút âm trần có ống dẫn của Panasonic hay là Nanoco. Nó có rất là nhiều loại và rất là đẹp, bền, và đặc biệt là độ ồn của nó rất là êm. Mọi người có thể xem trong các video của mình có quay á. Như vậy là khi mà mọi người lắp đặt cái quạt này thì mọi người chỉ cần bật công tắc thì nó sẽ chạy. Còn riêng đối với quạt hút á, một hút âm tường á, thì nó sẽ có hai cái dây để điều chỉnh. Tức là nó sẽ có hút chiều ra và chiều vào, cho nên sẽ có một cái dây để mình giật dây. Còn riêng đối với cái quạt hút âm trần á, thì nó chỉ có một cái chế độ là chạy ra thôi, chỉ gió hút ra, cho nên là mọi người chỉ cần bật công tắc là có thể, không cần có sử dụng dây nữa. Thiết kế của quạt này là cái tay mình không thể nào buông vào được trong cái này. Ra thì máy này cũng chắc chạy rất là êm rồi, không quá ồn lắm. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho mọi người trong việc lựa chọn cái quạt hút phù hợp đối với gia đình của mình. Riêng đối với Senco thì giá thành của nó tương đối là rẻ, thiết kế cũng đẹp mắt và độ bền của nó cũng rất là bền, nên khách hàng lựa chọn rất là nhiều. Nếu mọi người muốn mua hàng thì để mua hàng liên hệ bên dưới. Muốn có tư vấn gì thì kết bạn Zalo với số điện thoại trên màn hình.